Hiện nay, nhiều vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang gần đến ngày thu hoạch. Một số nhà vườn đã mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh, kết hợp phục vụ ăn uống, dã ngoại để tăng thêm thu nhập tại vườn. Giá vé 50.000 đồng một người, khách có nhu cầu mua quýt hồng làm quà biếu thì giá bán lẻ 80.000 đồng một ký. Thì nói chung thì ở đây tôi kết hợp với tham quan vườn quýt hồng Lai Vung và để mình thứ nhất là mình giới thiệu về cái đặc sản của quýt hồng Lai Vung của mình. Còn cái du lịch thì nói chung là thấy tất cả bà con ở các tỉnh thì người ta cũng rất là quan tâm đến cái quýt hồng Lai Vung, thành ra người ta cũng đến liên hệ du lịch rất là nhiều. Thì đó cũng là tạo cái điều kiện để mà tạo cái năng sức, tạo cái thu nhập cho cái hộ gia đình của mình cũng phát triển được khá. Dịp Tết này, huyện Lai Vung có 7 điểm tham quan vườn quýt hồng mở cửa đón khách trên địa bàn các xã Tân Thành, Long Hậu, Hòa Thành. Giá vào cổng thống nhất từ 40.000 đến 50.000 đồng một người, bao gồm phí giữ xe, nước uống, khăn lạnh và thưởng thức quýt. Đến với các điểm tham quan này, du khách còn được ngắm nhìn và chụp ảnh với vườn quýt hồng đang sai trái, bơi xuồng, thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng đất sen hồng Đồng Tháp.